Real Madrid từ lâu luôn được biết đến là một trong những đội bóng giàu có nhất hành tinh và nổi tiếng trong việc không ngại móc hậu bao trên thị trường chuyển nhượng để mang về những vài hợp đồng bom tấn. Thậm chí là tung cầu còn phải lập ra cụm từ riêng Galacticos nhằm ám chỉ các ngôi sao hàng đầu, lần lượt cặp Ben Bernabeu. Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng là một trong những tập thể bạo chi nhất làng tung cầu, Real Madrid cũng được biết đến là đội bóng vô cùng sòng phẳng với cầu thủ về chuyện lương bổng và tiền bạc. Và trong video lần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu phong cách trả tiền cực kỳ công tâm và minh bạch, không khác gì một vị vua chính trực và yêu dân, đúng phong thái của câu lạc bộ hoàng gia. Đầu tiên là trường hợp Luka Jovic. Có lẽ điều đáng nhớ nhất của các Madridista về chàng tiền đạo người Serbia chính là mức giá 60 triệu bảng mà Real Madrid từng mua về từ Eintracht Frankfurt vào năm 2019. Khi đó, Luka Jovic mới chỉ 21 và được đánh giá rất cao về khả năng hoạt động độc lập và được cho là có phần tương tự với phong cách chơi bóng của tiền đạo người Colombia, Radamel Falcao. Khi gặp bên Santiago Bernabeu, tiền đạo sinh năm 97 được kỳ vọng sẽ trở thành chủ công đáng tin cậy của Real Madrid trong thời gian dài. Tuy nhiên, tất cả những gì mà tiền đạo người Serbia để lại cho các Madridista không khác gì nỗi thất vọng. Trong mùa giải 2019-2020, cũng là mùa giải đầu tiên của Luka Jovic, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 17 lần ra sân ở La Liga. Tuy nhiên, điều đáng nói đó cũng chính là thành tích tốt nhất của anh trong mùa ảnh Real. Sau khi nhận thấy ba hợp đồng mới của mình gặp khó khăn trong việc hòa nhập, câu lạc bộ đã để anh về lại Eintracht Frankfurt nhằm giúp Jovic tìm lại phong độ làm bàn. Không những thế, họ còn thể hiện sự hào phóng của mình khi chấp nhận chi trả một phần tiền lương 170.000 bảng mỗi tuần của Jovic để anh có thể an tâm trở về Frankfurt. Điều này đã chứng tỏ Real luôn vô cùng sòng phẳng với cầu thủ của mình. Vì một khi cầu thủ chuyển sang thi đấu với đội bóng khác, dù là theo dạng cho mượn, họ cũng sẽ thường phải nhận một mức lương từ câu lạc bộ mới và đội bóng chủ quản thường không phải liên quan đến chuyện thu nhập của họ trong thời gian cầu thủ này đi cho mượn. Nhưng đằng này, chúng ta đã thấy được sự hào phóng khi chấp nhận trả tiền lương cho Jovic dù anh không hề thi đấu cho họ trong mùa giải 2020-2021. Tuy nhiên, cho đến tận mùa giải năm ngoái, những gì Luka Jovic thể hiện thực sự là giọt nước tràn ly về sự kiên nhẫn của Real. Tiền đạo người Serbia phải gia nhập Fiorentina vào tháng 7 theo hình thức chuyển nhượng tự do. Trường hợp thứ hai là Mariano Diaz, cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của Real Madrid nhưng bị bán sang Lyon vào mùa 2017-2018 trước khi được chính họ mua lại sau đó không lâu với mức giá hơn 21 triệu euro. Tuy nhiên, kể từ năm 2018 cho đến nay, có lẽ chúng ta cũng không biết được tiền đạo người Dominica đã từng có bao nhiêu lần ra sân và ghi được bao nhiêu bàn thắng cho Real. Tóm tắt chặng hành trình trong 4 mùa giải của Mariano Diaz tại Real Madrid, có lẽ khoảng thời gian mà tiền đạo sinh năm 93 này mà đúng quần trên cái dự bị còn nhiều hơn khoảng thời gian anh ra sân thi đấu. Mariano Diaz chỉ có vỏn vẹn 44 lần ra sân cho Real Madrid ở La Liga và có được 6 bàn thắng. Nếu tính ra trên mọi đấu trường thì con số cũng chỉ là 7. Nhưng điều đáng nói ở đây là Diaz luôn thể hiện một tình yêu vô cùng to lớn với đội chủ sân Bernabeu. Và mặc dù câu lạc bộ đã rất muốn bán anh, bằng chứng đã không ít những đội bóng hạng 2 muốn sở hữu chữ ký của Diaz. Thế nhưng, tiền đạo người Dominica vẫn một mực đòi lại Real Madrid, mặc cho anh sẽ phải ngồi dự bị. Thế nên, công việc hàng năm của Diaz trong những năm qua có thể gói gọn trong tập gym, ra sân tập luyện cùng với các đồng đội, ngồi dự bị và nâng cúp. Ấy vậy mà, dù cho Mariano Diaz không có nhiều đóng góp, Real vẫn trả đầy đủ lương cho cầu thủ của mình, bất chấp đội bóng cũng từng phải trải qua viễn cảnh khốn khó từ Covid-19. Có lẽ vì được ăn mừng chiếc vô địch thường xuyên cùng mức lương khá hậu hĩnh, đời sống tại Madrid luôn xa hoa đủ đầy cũng đã khiến Mariano Diaz cảm thấy không muốn ra đi. Và đương nhiên, trường hợp cuối cùng và cũng là nổi tiếng nhất đó chính là ba hợp đồng kỷ lục từ Tottenham Hotspur, Gareth Bale, cầu thủ từng tiêu tốn của Real Madrid 100 triệu euro. Cuối cùng, họ chỉ nhận lại một thái độ phần nào đó là coi thường của cầu thủ người Wales. Nên nhớ, tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong làng bóng đá, từ chiếc vô địch quốc gia cho đến những chiếc cúp châu lục như Champions League đều được Gareth Bale giành được khi khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, trong khoảng 2 mùa giải cuối cùng của anh tại Bernabeu, ai cũng biết thái độ mà cầu thủ người Wales dành cho câu lạc bộ như thế nào. Và Varazzi thường xuyên bắt gặp anh với một khuôn mặt chán chường ngồi trên ghế dự bị, mình thì thảnh thơi nhai kẹo cao su, trong khi đồng đội thì đang căng thẳng theo dõi diễn biến trận đấu. Thậm chí cầu thủ sinh năm 89 còn từng giấy động cả làng tung cầu khi xếp hạng Wales, Golf, Madrid nhằm ám chỉ những sở thích cá nhân của anh theo cấp độ quan trọng. Tuy nhiên, hãy nhìn vào cách hành xử của Real khi đó để thấy được sự cao tay của Perez. Real vẫn trả đủ lương cho Bale, bất chấp anh là cầu thủ hưởng lương nhiều nhất đội nhưng không có đóng góp đáng kể. Người ngoài nhìn vào không khác gì câu lạc bộ đang quăng 350.000 bảng Anh mỗi tuần qua cửa sổ.
Tuy nhiên, họ quên một điều rằng đó chính là thể diện của cả đội bóng, cũng chính là cách mà tư duy của người giàu đối phó với những vấn đề xung quanh họ. Họ sẽ luôn làm đúng nghĩa vụ của mình, để một khi đối phương có ra đi, đội bóng cũng không mang điều xấu liên quan đến những vấn đề nhạy cảm. Và rồi, như chúng ta đã biết, Gareth Bale rồi Bernabeu theo hình thức chuyển nhượng tự do để đến Mỹ thi đấu, và họ không thiếu Gareth Bale bất kỳ một đồng nào. Những hành động nghĩa hiệp và hào phóng đó của Real như đang phần nào đa xéo đội bóng kình địch Barcelona, khi họ đang bị chỉ trích rất nhiều về chuyện nợ lương thưởng cầu thủ. Ảnh hưởng từ Covid-19 đã buộc Barcelona tuyên bố giảm lương đối với các công thần và cũng là những người hưởng lương cao nhất đội. Tuy nhiên, mãi cho đến bây giờ thì họ vẫn chưa được trở lại với mức lương cơ bản, thậm chí đã có những người phải chịu giảm sâu thêm, và Barca hứa rằng sẽ trả sâu, có những mức phí cho lòng trung thành. Tôi đang thi đấu với mức lương 4 euro. Đó chính là câu nói nửa đùa nửa thật của Gerard Piqué trong buổi phỏng vấn trực tuyến với người hâm mộ trên mạng xã hội. Euro là một đơn vị tiền tệ khá cũ của Tây Ban Nha, và nếu quy đổi ra tiền Việt thì nó loanh quanh khoảng 3.000 đồng. Thậm chí đội chủ sân Spotify Camp Nou cũng không thể đăng ký cho những tân binh của mình chơi tại La Liga mùa sau vì vấn đề tài chính. Họ cũng là đội bóng có số cầu thủ chưa được đăng ký nhiều nhất giải với 7 cái tên đang xếp hàng. Điều này dấy lên báo động rằng những cầu thủ đắt giá được Barcelona mang về có nguy cơ trở thành những bức bình phong. Hai thái cực trái ngược về phong cách chi tiền của hai câu lạc bộ hàng đầu Tây Ban Nha đang cho chúng ta thấy phần nào tình hình kinh tế của Barca và Real Madrid. Trong khi Real vẫn đang bay cao và giữ vững phong độ của mình bằng hàng loạt những danh hiệu danh giá như Champions League, La Liga, mới đây là siêu cúp châu Âu, Barca lại đang loay hoay với câu chuyện lục đục nội bộ, trong khi bản thân họ cũng là một trong những đội bóng kiếm tiền giỏi nhất hành tinh. Đây có lẽ là một cú tát đau đớn trong phong cách làm bóng đá của FC không quật lương dành cho đối thủ truyền kiếp. Họ đang chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với danh xưng câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha.